Hàng trăm năm trước, những người sống ở phía Nam Á Châu đã dùng một loại trái cây đặc biệt được tìm ra từ những vùng đất phong phú về hoa quả, đó là trái gấc. Và qua nhiều thế kỷ, gấc được dùng làm thực phẩm hoặc được dùng trong các lễ hội. Bây giờ, Pharmanex thuộc công ty Nu Skin đã kết hợp những khoa học tân tiến với những kinh nghiệm của người xưa và chế ra một loại nước uống cho ngày nay để ăn mừng một cuộc sống mạnh khỏe trong thế kỷ 21. G3 là một tập hợp giàu bổ dưỡng, gồm có chất liệu chính là trái gấc cùng với ba loại trái cây siêu đẳng khác, cấu thành một loại nước uống cung cấp và bồi dưỡng cho sức khỏe dồi dào. G3 phục hồi cơ thể trên căn bản tế bào, chống lại tác động hủy hoại của free radical để bảo vệ DNA, tức là cấu tử cơ bản của tế bào di truyền, và giúp tăng cường hệ miễn nhiễm. Câu chuyện về những loại trái cây siêu đẳng này bắt đầu từ những phong cảnh tuyệt đẹp của phía Nam Á Châu. Được xem như là một tấm thảm thêu diệu kỳ mà ngàn năm lịch sử, những phong cảnh tuyệt vời đó được bện lại với những truyền thống văn hóa phong phú và sự nảy sinh nhiều cây trái diệu kỳ. Trong những loại trái cây và rau cỏ của thiên đàng này, trái gấc được trọng dụng qua nhiều thế kỷ và ngày nay lại được khám phá thêm một lần nữa. Gấc mọc rất nhiều ở các vùng phía Nam Á Châu và thường chín mùi vào cuối mùa thu và những tháng mùa đông, trong lúc những loại trái cây khác đã trở nên khan hiếm. Khi gấc chín thì nó tạo ra một lớp vỏ dày đặc để bảo vệ gấc không bị hư hỏng vì thời tiết nóng và duy trì được các chất bổ dưỡng bên trong. Ngày xưa, gấc được dùng để bổ túc cho việc nuôi dưỡng trẻ em, chữa bệnh quán gà, giúp lành da khi bị nhiễm độc hoặc bị phỏng. Tuy nhiên, những chất bổ dưỡng và các đặc tính khác của trái gấc siêu đẳng này vẫn chưa được biết rõ và thấu hiểu tường tận hết. Cảm ơn những công trình nghiên cứu của nhà khoa học bác sĩ Vương Thúy Lệ, một người Việt Nam đã đem đến cho chúng ta trái gấc có nhiều bổ dưỡng và những chức năng đặc biệt. Cô nghiên cứu về sự thiếu vitamin A trầm trọng của trẻ em tại quê nhà. Cô chứng minh được là gấc có chứa gần 10 lần lượng beta-carotene nhiều hơn so với cà rốt, hơn 70 lần lượng lycopene so với cà chua. Do đó, với một loại nước giàu lipid của gấc, giúp cho sự thẩm thấu chất carotenoid vào cơ thể con người nhiều hơn tất cả loại nước trái cây khác. Nếu mà sử dụng các sản phẩm từ trái gấc mỗi ngày đó, thì lượng beta-carotene của các trẻ em Việt Nam sẽ gia tăng một cách đáng kể. Pharmanex đã nới rộng sự nghiên cứu để phát triển công thức có 102 này bằng cách trồng gấc chung với ba loại cây siêu đẳng khác để chứng tỏ nó có một giá trị vượt bậc về dinh dưỡng, đó là Chili Fruit, Siberian Pineapple và Chinese Lycium. Trong vòng 3 năm, thì các nhà khoa học của cả ba vòng thí nghiệm Pharmanex trên thế giới đã cố gắng tìm tòi ra những cái chất dinh dưỡng của các loại trái cây siêu đẳng. Và trong suốt cái thời gian này thì chúng tôi định giá các chất chống lão hóa của hàng trăm loại trái cây khác nhau, xong rồi mới dùng cái máy biophotonic scanner để đo lại cho chắc chắn rằng là cùng có một cái chất chống lão hóa đó đã được cơ thể con người sử dụng và thẩm thấu vào trong. Và ngoài gấc ra thì chỉ có ba loại trái cây khác hội đủ điều kiện tiêu chuẩn của chúng tôi mà thôi. Mọc chót vót trên những đỉnh núi phía tây của tỉnh Guizhou, Trung Quốc là loại Chili Fruit, mà trong thế kỷ qua, loại trái cây hoang dã này đã được người ta trồng trọt để tăng cường đặc tính di truyền của nó để giúp sự trường thọ, bảo vệ cardiovascular system, tức là hệ tim mạch, và chống lại tiến trình lão hóa. Chili Fruit chứa tới 60 lần vitamin C thiên nhiên, nhiều hơn trong nước cam vắt, nên được coi là vua về vitamin C, đồng thời cũng là loại trái giàu sinh tố và chống lão hóa mãnh liệt. Qua 2.000 năm
tổ tiên người Âu Châu và Á Châu đã biết dùng đến trái Siberian pineapple để chữa bệnh gan, bệnh bao tử, bệnh về mắt và tăng cường sự miễn nhiễm, thể hiện qua chuyện Hy Lạp. Người ta cho ngựa ăn loại trái cây này để có sức mạnh phi thường, vì lý do loại trái cây này có chứa trên 190 hợp chất sinh học khác nhau. Và một loại trái dâu đỏ nhỏ được dùng làm vị thuốc của người Tàu hơn 2.000 năm trước để giúp trường thọ, tăng cường thị lực cho mắt và kích thích sự miễn nhiễm, đó là trái Chinese lycium, chứa nhiều chất chống lão hóa, là nguồn giàu zeaxanthin và lượng carotenoid mãnh liệt và đặc biệt cho mắt. Cái hỗn hợp của cái bốn loại trái cây siêu đẳng này á, nó tạo nên một cái loại nước uống dinh dưỡng giàu chất chống lão hóa. Thì chỉ có chiba là có đặc tính trẻ trung hóa các tế bào nè, giảm lão hóa, là cái xúc tác để cơ thể tự sản xuất chất chống lão hóa. Thì nghiên cứu gần đây nhất cho thấy chiba tăng cường trung bình là 9.000 điểm qua máy biophotonic scanner. Khi tôi giới thiệu cái loại này cho người ta đó, thì ai cũng thích hết trơn á, và tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều á, và chỉ số scanner của tôi tăng lên một cách rõ rệt. Từ khi tôi uống nước gấc đó, tôi ghi nhận được là có rất là nhiều điều tốt. Thứ nhất là tôi không phải mang kính nhiều nè, ngoại trừ khi đọc những cái hình quá nhỏ trong cái tiệm thực phẩm đó, tôi nhìn rõ hơn so với vài năm trước đây. Quá hay luôn. Bà xã tôi đã bịt mũi nhăn mặt khi uống các cái sản phẩm khác trước đây. Nhưng mà lần này uống chiba thì bà cũng làm y như vậy đó. Nhưng mà sau đó thì bà rất thích. Và chúng tôi đã uống hết nguyên cả chai ngay cái ngày đầu tiên. Tôi đã dùng LifePack 2 năm nay. Và ngay khi tôi dùng chiba thực sự đó, thì tôi đã xóa ngay cái điểm 10.000 trước đây. Sự thông thái của tổ tiên người Á Đông, đặc tính trợ lực siêu việt của các loại trái cây siêu đẳng, được mệnh danh trái cây đến từ thiên đường, kết hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật đã tạo ra Jiba, chỉ có từ Pharmanex. Ngon quá. Xin lỗi nha, chúng tôi hết chiba rồi. Mọi chi tiết về các sản phẩm của công ty Nu Skin hoặc tham gia Network Marketing để có một tài chánh ổn định trong tương lai, xin liên lạc Tina Hạnh Dung số 817-228-0238 hoặc Charlie Huy số 817-223-6069.